video ấy ạ. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài số 233. À, hôm trước chúng ta còn phần EBS đúng không nhỉ? Vâng. Nè, chúng ta làm phần EBS phần hôm trước đã.32과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 양파입니다. 2. 당근입니다. 3. 감자입니다. 4. 생선입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1. 생선을 굽습니다. 2. 생선을 튀깁니다. 3. 생선을 삶습니다. 4. 생선을 볶습니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 고르십시오. 3번 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 4번 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고 끓이면 돼요. 맛있어요. 4번 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고 끓이면 돼요. 5번 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요. 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요. 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요. chúng ta cùng nhau làm phần đọc luôn ạ. Nhá.
Các bạn đã ai làm xong chưa? Mọi người làm xong chưa?
Mọi người làm xong bảo thầy giáo nhé. Vâng. Xong chưa? Xong rồi. Còn câu 5 phần đọc. Vâng, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau so kết quả này. Câu 1 thì ý mấy ạ? À? Mình nghe ý mấy ạ? À? 2. Rồi, 2, ok. Câu 2? 1. Rồi, câu 3? 3. 3. Rồi, câu 4? 3. Yêu mấy? 3. Câu 5? 3. Câu mấy? Số 3. 3. Ok. Phần nghe là chúng ta đúng hết ạ. À. Các bạn có nghe được hoàn toàn không hay là đoán? Có nghe được. Có. Có nghe được ạ. À? Ok. Trong phần đọc ạ, cái số câu 1, câu 2 thì quá dễ rồi đúng không ạ? Câu 1 ý 4 đúng không ạ? 1, câu 2 ý 1. Đây đáp án. Câu 3 thì các bạn chọn ý mấy ạ? 3. Câu 3 em chọn ý 3. Rồi. Câu 4? Ý 3. Hiếu ý mấy? Em chọn ý 3. Nhưng mà em hỏi đi cái hình số 1 nó là cái gì ấy thôi. Chim. Ở trong này nhìn nó cái gì gì ấy. Đấy đây, thầy giáo đã để cái này hình này lên rồi còn. Hồi nãy em xem ở trong sách nó cái gì gì ấy. Đây. Kim chi nhá, kim chi, hành tây này, thịt này, khoai tây nó không cho vào đâu. Tiếp theo câu số 5 chọn ý mấy ạ? Câu 5 á. Câu 5 em chọn ý 2. Ừ. Em chọn ý 2. Này, kim chi hago tuê chi gu nhân taro pokkaya hamida. Là gì ạ? Taro các bạn biết là gì không? Không. Taro đây là gì? Mũ từ. Kim chi và thịt đem đi xào riêng, phải đem đi xào riêng. Đấy mất từ ba rồi, như taro đấy. Ồ, taro là riêng, riêng biệt nhá, taro. Thế làm nhầm. Thế là câu này sao? Đây này, kim chi hago peji ko kirel nem bi nước khô, cho vào nồi cơ mà, cho vào nồi đấy, cho hai cái thứ vào nồi. Nồi xào chung. Xích dòng dầu lên cho cơm nở tô với xèo, cho thêm một ít dầu ăn. Xích dòng dầu là dầu ăn, xích dòng dầu, dầu ăn, cho cơm nở rồi cho vào và tô với xèo. Xào lên. Cho thịt và kim chi vào nồi và cho thêm một ít dầu ăn rồi xào. Đây ạ, sau đó thì đổ lên nước cô crisel, sau đó đổ nước đây này. Sau khi mà xào thịt với kim chi thì là cho nước vào, nếu cho nước vào thì được. Câu 4 đúng không ạ? Thế cả hai được 9 à? Này. Ok, bài hôm trước thì chúng ta kết thúc ở đây.
Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 33. 송편은 만드는 제험도 할 수 있어요. 송편 là cái bánh 송편 của Hàn Quốc ấy ạ. Nhá. 만든다 là làm. 체험 là trải nghiệm. Là cái trải nghiệm làm bánh 송편. 또 cũng 할 수 있어요. Có thể thực hiện được. Đây cũng có thể là trải nghiệm cái việc làm bánh 송편. Bạn có thể thử làm bánh 송편. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái mục tiêu bài học là chúng ta sẽ dự đoán và nói về cái kế hoạch. Và chúng ta đây sử dụng kết hoặc là nên đối với động từ, đây là định ngữ đấy. Từ vựng chúng ta sẽ học về sơn na là Tết Nguyên Đán và chu sốc là Trung Thu. Ở Hàn Quốc cũng có như Tết Nguyên Đán và chu sốc là Trung Thu như ở bên Việt Nam các bạn nhé. Và chúng ta phần trông bô muôn hoa, thông tin hoặc văn hóa thì chúng ta có Hanguke Myeongjeol là những cái ngày lễ ở Hàn Quốc. Thì chúng ta tìm hiểu bài này chúng ta sẽ có những kỹ năng này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu hội thoại số 1. Đây là cuộc nói chuyện giữa Chi-hun và Lee-han. Lee-han hỏi ạ, Chi-hun 씨, 전날에 고향에 잘 다녀왔어요? Chi-hun, bạn đã về quê rồi đến rồi quay lại đây vào dịp Tết đúng không ạ? Bạn về quê vui vẻ chứ? 네, 왕. 오랜만에 가족들을 봐서, tức là gặp gia đình sau một thời gian, gặp gia đình sau một thời gian, 정말 좋았어요. Thực sự rất là vui. 리안 씨는 전날에 뭐 했어요? Bạn Lee Han thì đã làm gì vào dịp Tết? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 한국 친구 là người bạn Hàn Quốc. 집 là nhà, đúng không? 가서 đi đến nhà người bạn Hàn Quốc và 떡국 là món canh bánh gạo. 떡국 là canh bánh gạo. 먹고 윷놀이도 했어요. Cũng đã chơi cái trò chơi rút. Nhá. Trò chơi rút của Hàn Quốc nó giống như trò cá ngựa của Việt Nam ấy. Nhá. Ồ, 재미있었겠어요. 재미있었겠어요. Chắc là vui lắm nhỉ. 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 새벽톤도 하고 새벽도 하고 새벽톤도 받았어요. Tức là chúc Tết bố mẹ người bạn ấy. Đồng thời là cũng nhận tiền mừng tuổi. Đã nhận tiền mừng tuổi. Wow, 특별한 경험 했네요. 특별한 là đặc biệt. 특별한 là đặc biệt. Thêm tiếng L, 경험 thì là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm đặc biệt. Hết nhiều bạn đã làm. Wow, bạn có trải nghiệm thật là đặc biệt. 정말 좋았겠어요. Chắc là bạn thực sự trải qua thời gian tuyệt vời. Đấy. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu về những cái việc là chúng ta đến thăm nhà người Hàn Quốc vào dịp Tết thì ăn bánh tteok nhá. Thầy giáo sẽ tra trên mạng cho các bạn xem là tteokguk nó là cái gì. Canh bánh tteok. Canh bánh gạo Hàn Quốc. Đây ạ. À. Các bạn nhìn thấy nhiều loại canh bánh gạo không ạ? À? Tùy theo mỗi nhà mà người ta làm canh bánh gạo khác nhau đây ạ. À. Cái bánh gạo người ta thái miếng ấy, xong người ta đem đi nấu canh ạ. Cho một ít trứng này, một ít hạt thông hoặc là cho một ít thịt, rồi cái lá rong biển vụn. Ngon quá.
thành bánh cơm. Nha, đây này. Vì sao vào dịp năm mới người Hàn Quốc đều ăn bánh canh, bánh gạo, tôm, cúc? Thêm nữa, của chúng ta có bánh trung thu. Bánh trung thu. Đây là bánh trung thu đây các bạn. Các bạn có nhìn thấy không các bạn ơi? Có. Có. Ok. Đấy, bánh trung thu này. À, toàn bộ làm bằng gạo nhé, gạo tẻ đấy. Khi, nhưng mà cái gạo này nó ăn hơi mềm mềm, nó không giống như cái gạo tẻ của Việt Nam mình. Đây là làm để trình bày thôi ạ, chứ còn thực tế nó không được đẹp như thế này lắm đâu ạ, nhá. Đấy là cái bánh trung thu là như vậy. Bây giờ mời bạn Trang với bạn Hiếu đóng vai cho tôi ở cái trường hợp này nhé. Nè. Mời Trang đóng vai là Lee Han, còn bạn Hiếu đóng vai là Chi Hun nhé. Nè. Chi Hun 씨, 전날에 고향에 잘 달려갔어요? 네, 오랜만에 가족들은 와서 정말 좋았어요. 리안 씨는 전날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 눈오리도 했어요. 재미있었겠어요? 아, 재미있었겠어요? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세뱃도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험은 했네요. 아, 했네요. 정말 좋았겠어요. 네, 오케이. 이제 우리가 생각해요. 33과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. 33과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. 오케이. Mời các bạn tiếp tục trong phần học bài ngày hôm nay. Ơ huy il, phần từ vựng số 1. Ta có từ vựng về chủ đề là Sơn Nan. Sơn Nan đây là Tết Nguyên Đán ạ. Sơn Nan của Hàn Quốc cũng là ngày 1 tháng 1 âm lịch. Nhưng mà khác biệt thì Hàn Quốc người ta chỉ nghỉ 3 ngày thôi ạ. 1, 2, 3. Còn ở Việt Nam chúng ta nghỉ cả tuần.
Tiếp theo chúng ta có một số cái từ vựng như thế này. Đầu tiên là hanbok eun ibda. Thường vào ngày Tết ý, thì người Hàn Quốc mặc hanbok để chúng ta đi chúc Tết, để người Hàn Quốc đi chúc Tết ạ. Nha. Dịp lễ lớn là hanbok, mặc hanbok. Tiếp theo là sebehada. Sebehada là chúc Tết. Sebehada. Sebehada chúc Tết. Tiếp theo, tteokdamunhada là chúc Tết nhưng mà chúc phúc người lớn ấy, người lớn chúc cho trẻ con ấy là chúc Tết dành cho người lớn. Tteokdamunhada là cái người mà nhận được cái lời chúc Tết đó. Sebekthon đây là tiền mừng tuổi. Sebekthon chuta là tặng tiền mừng tuổi hoặc là cho tiền mừng tuổi đấy. Sebekthon patta là nhận tiền mừng tuổi. Tôi cũng ăn mộc tà là ăn canh bánh tốc. Canh bánh tốc thì vừa nãy thầy giáo cho các bạn xem canh bánh tốc là như thế nào rồi ạ. Tiếp theo là Junori Hada, chơi trò chơi yut. Nó giống như trò chơi cá ngựa của Việt Nam ấy ạ. Các bạn có thể tìm trên YouTube có ngày ấy nhá. Tung xong được bao nhiêu nước cộng vào đi được mấy nước, xong có vượt không, có đá nhau không. Cũng như tương tự như trò chơi cá ngựa của Việt Nam nhá. Và bây giờ mời bạn Trang với bạn Hiếu mỗi người đọc một lượt những cái từ vựng này ạ. Mời Trang ạ. Hanbok eun ibda, sebehada, tteokdamunhada, tteokdamunhada, sebekthon eun juda, sebekthon eun patta, tteokgumokda, junori eun hada. Ok. Bà Hiếu ạ. Hanbok eun ibda, sebehada, tteokdamunhada, tteokdamunhada, sebekthon eun juda, sebekthon eun patta, tteokgumokda, junori eun hada. Ok. Tiếp theo chúng ta có kết ạ. Kết đây chúng ta là gắn liền với động từ hoặc một tính từ sử dụng để diễn đạt, giả thuyết hoặc phỏng đoán hoặc suy nghĩ của một người đầu tiên và người nói về trạng tình trạng hoặc tình huống mà hiện diễn ra. Chúng ta dịch cái này là sẽ hoặc là chắc là. Sẽ hoặc là chắc là động từ hoặc tính từ. Nha. Chúng ta có động từ hoặc tính từ ở đây. Thì với kết. Ở kết thì chúng ta đi với ai? Oyo thì sẽ là kết soyo đấy ạ. Nha. Chúng ta dịch là chắc là hoặc là sẽ. Thì ở đây chúng ta sẽ dịch câu này ạ. Mời bạn Trang đọc câu 1 và đọc ví dụ số 1, đọc và dịch nhé. Bạn Hiếu ví dụ số 2, thầy giáo đọc ví dụ số 3. 전날에 한국 친구 집에 초대를 받았어요. 정말 기대돼요. 받았어요, 어머니. 받았어요. 네. 정말 좋겠어요. Trong này các em có từ nào không biết không? từ 기대. 또 그 cuối. Ờ, kite tuy là đúng không? Đấy là mong đợi. Thực sự tôi thực sự rất là mong đợi. À, tôi đã được nhận lời mời đến nhà người bạn Hàn Quốc và đúng thực rồi. Sự mong đợi. À, tôi thực sự là mong đợi. À, thực sự sẽ tốt lắm. Đó. Chắc là sẽ rất vui. Từ dịch thế. À. Mời bạn Hiếu câu số 2 ạ. Yochun Iriman Nasa Namu Patayo Iriman Nasa Himtun Ketsayo Himtun nghĩa là gì ạ? Như nào ạ? Dịch tiếng Việt ạ.
Gần đây thì công việc nhiều, vì công việc nhiều nên là rất bận. Công việc nhiều. Hiêm tân là gì hả thầy? Hiêm tân là mệt mỏi, vất vả. Mệt mỏi. Vì công việc nhiều chắc là rất mệt mỏi, chắc là mệt mỏi. Vì việc nhiều chắc là đã rất là mệt, đúng không? Chắc là rất là mệt. Rồi, À. ok, mình chết được rồi. Câu số 3. Ok, chế xe in party hết đề. Hôm qua tôi đã làm cái bữa tiệc sinh nhật, nhưng chim cu từ đi bán đi quá sôi. Vì là hôm qua tôi đã làm cái buổi tiệc sinh nhật, bạn đã đến rất là nhiều. Son mundo bán đi hóa ta kết sôi. Chắc là bạn cũng đã nhận được rất là nhiều quà. Son mundo là quà. Bán đi bán ra kết sôi. Chắc là đã nhận rất nhiều quà. Đấy. Tiếp theo chúng ta có một số bài tập như thế này, luyện tập đây ạ. Kriun Boko Anma Chân Má Rừng Nhân Kiên Ha Seo. Chúng ta nối vào và chúng ta bức hình số 1 là gì ạ? Hàn Quốc cười ít ta. Hàn Quốc người ta. Ok, Hàn Quốc người ta. Hàn Quốc người ta. Bức hình số 2 là gì ạ? Tôn in Xe vết tôn ấn phạt tà. Các bạn chú ý là cái người mà nhận này. Vết tôn ấn phạt tà. Rồi. Số 3. tóc cô cơn mặc tà. Cô ơn mặc tà. Số 4. À, bức hình số 4. CB hai Đấy ta, là CB hai ta. là nếu còn cái cuối cùng là trò chơi rút rồi, rút nó đi, rút nó đi hai bạn heo. Tiếp theo bài số 2, bạn Trang cho làm cho thầy câu số 1 và bạn Hiếu làm thầy cho thầy câu số 2 và dịch nhé. Cứ như bà đi nó mua bà này, cứ như ý đi nó mua bà này đó. Bà, 지난주에 제주도로 여행은 다녀왔어요. Còn Trang là câu số 1 đi Trang này. Yo-chum, ide nó mua mán này ồ. Papu kết sở. Papu kết sở. Ok, papu kết Dạo sở. Ok, papu kết dạo sở. này dạo này quá nhiều việc. Ok, dạo này quá nhiều việc. Chắc là sẽ bận lắm đây. Ừ, chắc là các bạn lắm. Câu số 2. Câu số 2 là xe lăn chuối thì chú Toro rơi hàng ngân tan yêu quá sơ. Tôi đã đi du lịch đảo Jeju vào tuần trước. Trong mang chemi is sơ kết sơ. Ý xuất kết rồi đúng không? Chờ mà xem ý xuất kết rồi. Bởi vì Chắc nó diễn là ra nó vào tuần trước đúng không ạ? Thật sự là rất là, chắc là thật sự rất là thú vị. chắc là thực sự là rất thú vị. Bạn Trang câu vừa nãy bạn Trang là còn vì là con nó có chữ vô chương này cho nên là không thể chọn và phát kết rồi được. À, và cứ kết rồi. Okay. Rồi chúng ta sang trang sau và phần hội thoại số 2 luôn này. Đây là trải nghiệm về làm bánh trúc phiên đấy. Như bức hình đấy thầy giáo đưa lên cho các bạn ấy thì thực tế là cái bánh trúc phiên nó không được đẹp như này đâu. Đây là nhìn vào nghệ nhân rồi người ta mới làm được như này. Nó giống như kiểu bánh dày của nhà tự làm, mấy bánh dày người ta làm hàng người ta bán.
À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài phần bài này. Đây là cuộc nói chuyện giữa Hương và Supika. Đây ạ. Đầu tiên là Hương sẽ nói ạ. Supika si chuseok yeonhyue bo hal geoyeo? Supika bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ Trung thu? Chuseok và Trung thu, yeonhyu là kỳ nghỉ lễ nhá. Chuseok và Trung thu này, yeonhyu là kỳ nghỉ lễ. Geunseyo, để xem nào. Ajik jan moreugetseoyo, tôi vẫn chưa biết, tôi cũng chưa biết. Geum sineun-yo, còn Hương. Jeoneun chinguddeurago gyeongbokgung-e gareogo haeyo. Và chúng tôi định, cái này là định, định đi tới Gyeongbokgung là cung Vạn Thọ ấy, cùng với các bạn. Tôi cùng đi, tôi định cùng đi với các bạn đến Gyeongbokgung. Gokki-eseo goyang-e mokkaneun saramdeureun wihaeseo yeoreo gaji haengsareun haeyo. Gokki-eseo ở đó, goyang-e mokkaneun saramdeureun là những người mà không thể đi về quê được. Ul wihe, wihe-seo là dành cho những người mà không thể đi về quê được. Yeoreo gaji haengsareun haeyo. Yorokaki là nhiều loại lễ hội, hengsa, heo, heo là tổ chức, đúng không ạ? Ở đó có những lễ hội dành cho những người không thể về quê được. Tức là ở đó thì người ta tổ chức nhiều cái lễ hội dành cho những người mà không thể về quê được thì đến đấy có thể trải nghiệm. Kureo, thật à? Vậy à? Kamen mua hát suy sớm. Kamen, nếu mà đi thì mua hát suy sớm. Chúng ta có thể làm được cái gì? Nếu đi tới đó thì có thể làm được việc gì ạ? Hangukke chuntong norito hanjiko. Đây ạ. Là có thể chơi những trò chơi truyền thống của Hàn Quốc. Đây là Hàn Quốc này. Của này. Chuntong là truyền thống này. Nori là trò chơi này. To là cũng này. Hansuiko, hansuita là có thể. Ko là và. Đấy. Đến đó thì có thể chơi được những trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và song phiên bản tư nhân chế âm tô hàng kỳ sale và có thể trải nghiệm cái việc làm bánh song phiên. Subika si to katchi ga yo, cùng nhau đúng không ạ? Subika cùng nhau đi, cùng nhau đi nhé, thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần bài này luôn ạ. Mời bạn Trang đóng vai là Hương, còn bạn Hiếu đóng vai là Subika nhé. Subika si chuseok yeonhyue mua han geoyeo. Từ từ Trang ơi, đây là chuseok. Chuseok đấy. Ờ. Subika si chuseok yeonhyue mua han geoyeo. Geunseyo. Ajik jeon moreugetseoyo. Hwang sineun-yo? Jeoneun jingu deunhago gyeongbokgung-e gareogo haeyo. Geogi-eseo gohang-e motganeun saramdeureun wihaeseo Rơ gạt chi hang sa rin heo. Kreo? Kamien mươn han suýt sơ yo? Han cúc kê chân thông nô đi tô han su y cô sông phiên nươi man tư rin chê hâm tô han su y sơ yo su phi ca si tô gạt chi gáyo? Gáyo. Bây giờ mời bạn Hiếu với bạn Trang đóng ngược ngược lại vai ạ. Bây giờ sẽ Hiếu nói trước và Trang nói sau ạ.
Suprikasi Chuseok Junhyoe mua mua han cơ éo. Cưng chèo a chích chan mô rưu kết sòi ô. Hương, hương xin nên nhớ. Cho nên chinh cư tân hạ cổ. Khiêm bốc không nghe. Khá rơ cô hèo. Cô thị lệ sơ. Cũng hẹn nghe. Khá nâng. Sao đám thử rừng. Vì hẹn sơ. Giờ cá chi. Hẹn xa rừng hèo. Cứ đê yô. Cam, cam miên. Mùa hàn su ít sơ yô. Hàn cụ kê. Chân thông Norito Han Suit Go Chopianen Mantunen Jehokto Han Suit Sayo Sufika Sito Kachi Kayo
Alo, xin lỗi các bạn nhé. Mọi người vẫn là đang ở đây ạ? Có. Vâng. Bây giờ mời các bạn nghe phần hội thoại, phần nghe phần CD của phần hội thoại này nhé. Đề hoa 2. 스피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 후엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통 놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. 대화 2. 수피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 후엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통 놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. Ở đây chúng ta có truyền thông nori. Truyền thông là truyền thống, nori là trò chơi. Thì truyền thông nori là trò chơi truyền thống. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái từ vựng về Trung Thu, đó là chu sốc. Nha Trang nha, chu sốc nha. Vừa nãy chúng ta từ vựng phần số 1, đó là phần từ vựng về Sơn Na. Là Sơn Na là ngày Tết Nguyên Đán, còn chu sốc là ngày Trung Thu. Thì ở Hàn Quốc ấy, thì có hai ngày lễ lớn, đó là ngày Xuân An và ngày Chu Sắc. Thì mỗi vào dịp lễ này thì ở bên Hàn Quốc ấy, thì người ta sẽ được nghỉ 3 ngày các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có Chu Sắc, và thì chúng ta có những tình huống như nào. Đầu tiên là Koyang-e Nerikata. Koyang-e Nerikata đây là về quê. Thì ví dụ như là cái thành phố Seoul, thủ đô Seoul của Hàn Quốc ấy, thì là cũng là những cái nơi, là nơi mà nói chung là người dân ở khắp các tỉnh xung quanh đến để học hoặc là làm việc nhá. Thì cứ mỗi vào dịp Trung Thu người ta lại về quê, về nhà, cũng như kiểu Hà Nội của chúng ta đấy. Có những người ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay Thái Nguyên đang làm việc ở dưới Hà Nội, sau đó vào dịp Trung Thu hoặc dịp Tết Nguyên Đán người ta lại về quê ăn Tết đấy nhá. Tiếp theo, chin chốc chi bê khà tà. Chin chốc là hàng xóm, họ hàng. Chin chốc đây là họ hàng ạ. Nhá. Chip là nhà. E khà tà là đi đến nhà hàng xóm, đi đến nhà họ hàng. Cha lê đơn chi nà tà là làm lễ. Thì vào dịp Trung Thu ấy, thì người ta có cái lễ đó là cảm ơn một năm mùa vụ đầy đủ. Đó là cái mùa thu hoạch. Sau khi mà thu hoạch xong thì sẽ đến Trung Thu. Trung Thu là người ta làm một cái lễ, đó là cảm ơn. Tiếp theo, chô ra tà, đây là khấn vái. Chô ra tà, khấn vái. Sông miêu a tà, sông miêu a tà, đây là tảo mộ. Sông miêu a tà là tảo mộ. Tiếp theo, sông phiên ân mắn dân tà, là bánh sông phiên. Việt Nam mình thì chúng ta có hôm ngày 3 tháng 3 làm bánh trôi, bánh chay. Chúng ta cứ xem trên mạng, bánh trôi, bánh chay người ta làm trên mạng rất là đẹp. Thì xong mình làm bánh trôi, bánh chay, xong rồi luộc xong rồi nó như thế nào. Tiếp theo, Purum Tan Ân Pô Tà. Purum Tan là trăng rằm, Pô Tà là xem, nhìn, ngắm. Đây là chúng ta ngắm trăng rằm. Sô Ân Pin Tà là ước nguyện, soul là điều ước, pin tà là mong mong ước, cầu nguyện, cầu mong nó thành sự thật đấy, đó chính là ước nguyện, soul nên pin tà.
Bây giờ mời các bạn mỗi bạn đọc mỗi bạn đọc cho tôi một lượt đấy ạ, từ vựng này. Mời bạn Trang đọc trước. Cô hàng nghe Nelio kata. Chín chất chi pe kata. Chi re nên chi ne ta. Chơn ha ta. Sông miêng ha ta. Sông thiên nơi. Man tinh ta. Bô. Bô rung ta rinh. Bô ta. Sô. Uân nơi. Min ta. Ok. Mời bạn Hiếu ạ. Không nghe nghe. Nghe rơ ca ta. Chi chấp. Chi pê ca ta. Chà rơ rinh. Chi rê ta. Chân ha ta. Sông yô ha ta. Sông biên nâng. Man tinh ta. Phương tha nâng. Phương tha nâng. Tha nâng. Phô ta. Sô nâng. Kinh ta. Ok. Và tiếp theo chúng ta có cái ngữ pháp đó là nâng. Thực tế nâng này viết này chả ai hiểu. Nhưng mà về bản chất đó là động từ đi với nâng danh từ. Đây là dạng định ngữ. Nhá. Định ngữ là cái danh từ này có đặc điểm, có cái hành động là hành động này. Ví dụ như là người mặc áo trắng chẳng hạn. Nhá, người mà đang mặc váy, người đang mặc váy đi. Shima. Shima. Ip là mặc. Nhá, shima, shimaru. Ip ta là mặc váy. Người đang mặc váy, người là sara. Sao làm người? Người đang mặc váy thì đối với động từ là if ý, thì sẽ đi với nên. Tức là cái người này, đặc trưng người này thì bây giờ là đang mặc cái váy. Đặc trưng bởi cái hành động này. Đúng chưa? Thì đây, người mà đặc trưng bởi hành động này thì cũng là người chứ có gì đâu ạ. Đúng không ạ? Đây, ví dụ ở đây chúng ta có thể nói là người đang tảo mộ là người Hàn Quốc. Đúng không? Thì là sông miêu ha, sông miêu ha nâng sao làm hăng sao làm gì hiểu được chưa? Hay là người đang ngắm trăng, ví dụ bây giờ này, người đang ngắm trăng là Trang, thì bạn Hiếu có nói được không ạ? Phương tha nâng phô nâng sao làm trăng si hiểu. Trang si e o. Trang si e o. Si làm gì có phụ đánh mà đi với e o. Nếu không em muốn đi với e o thì em phải nói là trang e o. Trang e o. Dạ. Bây giờ nói là người đang đi về quê. Người đang đi về quê là thầy giáo. Mình nói như thế nào? Cô nghe Nelia Canon Saram Sơn Sơn Nim Imida. Đây, Sơn Sơn Nim Imida, đúng rồi. Ok. Đây là các bạn lấy ví dụ đấy. Bây giờ chúng ta có 3 ví dụ đây. Thầy giáo sẽ dịch ví dụ số 1, bạn Trang số 2 và bạn Nhật số 3 nhé. Hàn Quốc Saram Tử Rừng là những người Hàn Quốc ấy. Chu Sốc Ê Phổ Thông Bùa Hề Ố là những người Hàn Quốc ấy. Thường làm cái gì? Phổ thông là thường. Thường làm cái gì vào dịp Trung thu? Cô ăn nghe nè đi cả nên sarami bản này ổ là những cái người mà đi về quê ấy, thì nhiều. Đấy là câu số 1. Câu số 2 mời bạn Trang ạ. Chị cầm tịch nên noreka mua héo. Sophie mua héo. Solia si te ui nore eo. Solia si te nore eo là cái bài hát của nhóm nhạc là Solia si te. Solia si te là cái gì đây? Là tên của nhóm nhạc em ơi. Bài hát này nghe. Bây giờ là gì nhỉ? Đúng rồi, cái bài hát mà bây giờ đang nghe. Bài hát mà bây giờ đang nghe là bài gì? Là gì nhỉ?
Thì là là bài đều là đúng không? Là bài hát của nhóm là Junior CD. Tiếp theo câu số 3 mời bạn Hiếu ạ. Rosinun Musun Hirun Haseo Chunun Kakurun Mantunun Hirun Heo. Bạn Paru, công việc của bạn là gì? Bạn đang làm công việc gì? Đúng rồi, Paru, bạn đang làm công việc gì? Đúng rồi, tôi đang làm nội thất. Đang làm công việc nội thất. Đúng rồi, tôi đang làm nội thất. Tôi đang làm nội thất là được, hoặc là tôi đang làm các sản phẩm nội thất. Đúng không? Hoặc như Việt Nam nói là tôi đang làm mộc. Ok. Ở đây chúng ta có cái phần luyện tập đây ạ. Luyện tập số 2. Chúng ta chọn từ vựng ở bên dưới, chúng ta cho vào các bức tranh bên trên. Thì đầu tiên chúng ta có các từ vựng như sau ạ. Đó. Challenge Chineta thì các bạn cho vào cái hình nào ạ? Số 5 ạ. 5. Số 5 đúng không? Rồi, số 5. Tiếp theo, phù rơm ta nên phù tả. Số 7. 7. Đấy, ok. Chính chất chi bê khá tả. Chính chất chi bê khá tả. Số 2. Khân ơ mơ ni. Ồ, khân ơ mơ ni, khân a bơ chi. Đây là bác trai, bác gái đấy. Số 2. Tiếp theo, số nên pin tả. 8. 8. Ok, 8. Sông miêu hả tả? Sông miêu. Số 6. 6. Đó, rồi. Tiếp theo, chỗ ra ta. Số 3. Rồi, số 3 làm người thân vái. Sông phiên nên bán dân ta. Số 4. 4 ạ. Còn đi về quê, tôi còn toàn tục quê. Tiếp theo phần số 2. Bài tập số 2 ở đây có 3 câu ạ. Thì đầu tiên là Annyeong Haseyo, trở nên Hàn Quốc, concern. Cái gì đó, artist입니다. Hoan gặp xin thì ở đây chúng ta có 3 từ, đó là man tân tà là làm ra, han đi tà là công tác hoặc là học tập. Đấy. Tiếp theo là un tông hoa tà là thể thao, tập thể thao, chơi thể thao. Thì ở số 1 sẽ là ta ni tà, đúng không? Ta ni tà. Thì đây chúng ta có ta ni nên ta ni nên artist입니다. Yeah. Tôi là artist, là nhân viên của công ty xây dựng Hàn Quốc. Concern đây là xây dựng ạ, concern. Hàn Quốc concern là xây dựng Hàn Quốc. Câu số 2 các bạn điền gì vào đây ạ? Untong Hanen. Untong Hanen. Untong Hanen, bỏ tà đi nên. Tiếp theo. Câu số 3 bạn Hiếu ơi. Câu số 3 là Mantun Mantunun Irun Heo. Mantunun Ban tư nhân Yên Hiếu. Cá cô đơn. Ban tư nhân. Đúng không? Ban bỏ ta đi thêm nhân. Và cái chữ R bên dưới nó gặp chữ N nó sẽ bị mất đi. Chỉ còn lại là ban tư nhân thôi ạ. Nhá. Ok. Ở đây có một bài đó là về hoan tông hoạt động. Ta mươn ý cô Chibure Thapaseo. Chúng ta đọc đoạn này và chúng ta sẽ chọn đáp án. Thì kết phần này tôi sẽ giao bài tập về nhà cho các bạn nhé, các bạn nhé. Này. Bây giờ các bạn. Này. Giao về nhà xong buổi sau tôi sẽ chữa phần bài này. Cùng với các bạn luôn. Về cái môn hoa phần văn hóa ấy, thì là có Hanguge miếng trời, ngày lễ của Hàn Quốc. Nha. Thì các bạn chú ý ngày lễ đầu tiên có lễ Nguyên Đán này. Lễ Nguyên Đán là ngày mùng 1 âm lịch hàng năm này.
nha. Người Hàn Quốc chào mừng đầu năm vào dịp ngày đầu năm mới vào ngày tháng 1, mùng 1 tháng 1 âm lịch. Các gia đình tụ tập với nhau để có một dịp nghỉ lễ. Đây ạ. Cái này dịch này hơi khó. Sơn An ơn, ươm nếu gần ý hắn hề gà si chắc tuyên nên cớ sơn chúc ca hà miền thơ khi nên hắn hên nan hình giả. Đây là một ngày kỷ niệm và ngày chúc mừng cái ngày đầu tiên của một năm mới âm lịch. Phát chúc thứ đi bùi ơ sơ tụ họp gia đình và cha đê rân chí nè gô làm lễ ơ rân tân kê xê bè rân thăm nì giả và chúc Tết người lớn. Xê bè rân hà miền 어른들이 떡담은 해주고 해주시고 là khi mà mình nếu mà mình chúc Tết người lớn ấy thì người lớn lại chúc lại và sẽ biết thôn 주시기 또 합니다 và cũng có thể là cho tiền mừng tuổi người lớn cho tiền mừng tuổi. 설날에는 떡국은 먹고 vào dịp Tết ấy thì 떡국은 먹고 là ăn bánh ăn canh tớt để các bạn nhìn lên màn hình có cái bát canh bánh tớt đấy. Mặc cô Junori Ranen Hàn Quốc truyền thông Nori Ren Hakito Hamida và sau khi ăn bánh ăn canh bánh gạo ấy thì cũng chơi một cái trò chơi truyền thống của Hàn Quốc đó là trò Junori. Kuriko và Sonarenen vào dịp Tết Nguyên Đán ấy. 새해 복 많이 받으세요라는 인사를 합니다. Và vào dịp Tết ấy, thì người ta chào nhau hoặc người ta chúc nhau bằng một lời nói như là 새해 복 많이 받으세요. Cái câu này có nghĩa tiếng Việt là 새해 là năm mới, 복 là lộc, phúc lộc ấy. 많이 là nhiều, 받으세요 là nhận. Đấy. Chúc bạn năm mới phúc lộc. Cái câu là 새해 복 많이 받으세요. Tiếp theo cái Trừng Quân Thế Bồ Rừng. Trừng Quân Thế Bồ Rừng, Trừng Quân Thế Bồ Rừng đây là rằm tháng riêng. Rằm tháng riêng là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Cái này các bạn tìm hiểu thêm này. Chu sắc là Trung Thu là 15 tháng 8 âm lịch nhá. Ngoài ra người ta còn gọi một cái tên khác đó là tên là Han Kawi nhá. Nhá, ok. Cái phần này chúng ta tìm hiểu thôi ạ. Ở Hàn Quốc cũng có rằm tháng riêng, rồi Tết âm lịch, rằm tháng riêng này rồi Trung Thu, giống như Việt Nam thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần EVS Topic nha các bạn nhé. Diêu Trang ơi. Dạ. Làm EVS Topic nhá. Vâng. Bục luôn, bài này nó cũng dễ.33과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 설날 연휴에 뭐 했어요? 친구 집에 가서 어른들께 세배도 하고 떡국도 먹었어요. 투안 씨는 설날 연휴에 뭐 했어요? 친구 집에 가서 어른들께 세배도 하고 떡국도 먹었어요. 2번. 한국 사람들은 추석에 보통 뭐 해요? 고향에 내려가는 사람들이 많아요. 고향에 가서 가족들과 맛있는 음식도 먹고 차례도 지내요. 고향에 내려가는 사람들이 많아요. 고향에 가서 보통
뭐 해요? 고향에 내려가는 사람들이 많아요. 고향에 가서 가족들과 맛있는 음식도 먹고 차례도 지내요. 3번. 명절에 가족들이 만나서 하는 놀이가 있어요? 네. 설날이나 추석 같은 명절에 가족들이 모여서 윷놀이를 해요. 3번. 명절에 가족들이 만나서 하는 놀이가 있어요? 네. 설날이나 추석 같은 명절에 가족들이 모여서 윷놀이를 해요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 미영 씨, 이제 곧 추석인데 언제 고향에 내려가요? 이번 추석에는 고향에 안 내려갈 거예요. 왜요? 추석에도 일을 해야 돼요? 아니요. 일은 안 하는데 고향에 가는 기차표가 없어요. 아, 그럼 우리 추석 연휴에 만날까요? 좋아요. 같이 영화도 보고 밥도 먹어요. 고향에 안 내려갈 거예요. 추석인데 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 미영 씨, 이제 곧 추석인데 언제 고향에 내려가요? 이번 추석에는 고향에 안 내려갈 거예요. 왜요? 추석에도 일을 해야 돼요? 아니요. 일은 안 하는데 고향에 가는 기차표가 없어요. 아, 그럼 우리 추석 연휴에 만날까요? 좋아요. 같이 영화도 보고 밥도 먹어요. Các bạn làm luôn phần đọc luôn nhé.
Các bạn làm xong chưa? Các bạn làm xong chưa? Mọi người chưa làm xong à? Mọi người làm xong chưa? Thầy Hiếu làm xong chưa? Hiếu ơi! Dạ! Làm xong chưa ạ? Xong rồi đây ạ. Thế chả bảo, ngồi chờ nhau. Nào chúng ta bắt đầu nhá. Phần nghe câu 1 chọn ý mấy ạ? Một ạ. Hiếu ý mấy? Số 1 ạ. Rồi câu 2. Câu 2 em chọn số 2. Trang mấy? 2 ạ. Rồi câu 3. Câu 3. 4 ạ. Hiếu chọn mấy? Câu 3 em chọn số 4. Chỉ nghe mỗi từ Nori em chọn Nori luôn. Em nghe đó Nori, thế em chọn Nori luôn. Rồi câu 4 rồi. À, câu 4 chọn gì mấy ạ? Câu 4 chọn số 4. Chọn số 3 à, số 2. Đây ạ. Giơ chân lên quê chú sơ kê.
Quê anh ấy ăn đề được ấy không? Tại sao lại không về quê? Em nhân số 4 à? Vé tàu bán hết rồi. Trang chọn thứ hai à? Này. Ê, sai một câu rồi. Cô Nam ạ. À, hai người này. 4 ạ. À, hai người này vào dịp lễ Trung thu thì sẽ làm gì? Số 4 xem. Sẽ xem phim, đi xem phim. Số 4. Hiếu, số mấy? Em chọn số 4 ạ. Rồi, ok. Thế Trang sai câu số 4 nha. À, chúng ta tiếp tục phần IBS, phần đọc. Phần đọc thì câu 1 chọn ý mấy ạ? Số 2. Rồi, Hiếu. Em thì em lại chọn số 1. Số 1 sai em ơi. Em... Sonarina chusokun katun miêng chơ đê. Tức là giống như những ngày lễ. Đó, churo ip. Thường mặc vào những ngày lễ như là ngày Chu Sắc hoặc là ngày Sơn Na. Số 2 đúng không? Em lại thường mặc vào những ngày nào thì em lại không nghĩ đó là ngày lễ, mà em nghĩ là ngày đầu năm này, ngày Trung Thu với lại ngày sinh nhật thì mặc. Thế cả thân là giống như em nhé. Cả thân là giống như. Cái ngày lễ mà giống như ngày Chu Sắc hoặc là ngày Sơn Na, cái này chúng ta dịch ngược đấy. Câu số 2 này, chọn ý mấy ạ? Số 2. Số 2. Ờ, 22, ok. Câu 3. 3. 3. Chọn 3 đúng không? Rồi, ok, đúng hết. Nào, câu 4 ạ? Số 1. Sơn là số 1. Đây này, Han hae sichak. Sichak eun chukha neun nal. Eun che mika. Là cái ngày mà chúc mừng bắt đầu của một năm mới. Ơn chê mì ca là khi nào? Chắc là ngày lễ, chắc chắn là Tết âm lịch rồi. Số 1. Câu số 5 chọn như nào ạ? 4. 4. 4. Ok, nhưng mỗi bạn được 9 điểm đúng không ạ? Trang sai câu 4 phần nghe, còn Hiếu sai câu 1 phần đọc. Câu 1 phần đọc. Ok. Ok, buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Chúng ta về nhà chuẩn bị bài 34. Ok, bài hôm nay chúng ta vẫn được 99. Ok, suko haseyo. Nè. Chúc mai chai bơi haseyo. À, nè, khám sai mì tà chàng. Nè. Nè. Nè, nè, hà gô. Yêu yêu, xuyên mì tà. Chúc mai chai bơi haseyo. Nè. Nè. Nè, 안녕하세요. 네, 감사합니다. 여러분도 주말 잘 보내세요. 네, 안녕하세요. 감사합니다.